tên là Lê Hà Linh, học sinh lớp 4A7, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Tôi đã từng nghe nói ở đâu rằng sách là thế giới, quả thật đúng như vậy. Sách là thế giới không nhỏ, cho phép chúng ta trải nghiệm và cảm nhận rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua những câu chuyện đầy xúc động, mỗi người tích cực rút ra những bài học cho riêng mình. Đối với tôi, cuốn sách mà tôi yêu thích nhất và luôn gối đầu giường đó chính là Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Đoàn Giỏi sinh tháng 5 năm 1925 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Các tác phẩm của ông thường viết về cuộc sống, thiên nhiên và con người ở Nam Bộ. Nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam. Thuở nhỏ, Đoàn Giỏi học ở trường trung học Mỹ Tho, sau lớn theo học trường cao đẳng mỹ thuật Gia Định. Đến năm 1943, ông viết thử một truyện ngắn đầu tay và được chọn đăng trên tờ Nam Kỳ Tuần Báo. Từ đó, ông có ý sẽ dấn thân vào con đường chữ nghĩa. Đoàn Giỏi đã có quãng thời gian dài gắn bó với vùng đất Tiền Giang nói riêng và Nam Bộ nói chung đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác đặc biệt đối với ông. Tác phẩm Đất Rừng Phương Nam cũng ra đời từ tình yêu sâu nặng ấy của nhà văn. Đất Rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi cũng là một trong những cuốn sách văn học hay dành cho trẻ em. Tiểu thuyết được ra đời vào năm 1957 và là một trong những cuốn sách đầu tiên của nhà xuất bản Kim Đồng trong những ngày đầu thành lập. Sách gồm 20 chương với 255 trang. Đây là tác phẩm đã làm nên tên tuổi lừng lẫy của nhà văn Đoàn Giỏi. Mặc dù đã ra đời 62 năm, nhưng cho đến nay tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, trở thành ký ức tuổi thơ khó quên của nhiều thế hệ độc giả. Đất Rừng Phương Nam viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Vào những năm 1945, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ, cậu bé An sống cùng với cha mẹ tại thành phố. Khi Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, gia đình An phải bỏ nhà cửa để chạy giặc. Trong hành trình chạy giặc ở khắp các vùng miền Tây Nam Bộ, An kết bạn cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa và có một cuộc sống tuổi thơ vùng nông thôn đầy êm đềm. An đã lạc mất gia đình trong một lần mải chơi và giặc đánh đến bất ngờ, cậu trở thành đứa trẻ lang thang. Trong chuyến lưu lạc của mình, An đã được gặp và tiếp xúc với nhiều người, dì Tư Béo, anh Sáu, Lã Ba Ngù, các chiến sĩ bộ đội, vợ chồng Tư Mắm, ông Lão Bán Rắn và thằng Cò, Võ Tòng, và trở thành con nuôi của ông Lão Bán Rắn, anh em của thằng Cò. Sống cùng gia đình tía nuôi, An được biết thêm những điều mới lạ mà An chưa bao giờ biết đến. Cậu đã tận mắt chứng kiến tội ác của những kẻ thù như mụ Tư Mắm và sự hy sinh anh dũng của Võ Tòng dưới nòng súng của giặc. An từ cậu học sinh thời bình trở thành người lính thời chiến là cả một chặng đường dài, trải qua bao gian lao khổ nhọc. Nhưng sau tất cả, An không gục ngã mà trưởng thành hơn bởi cậu học được cách thích nghi với hoàn cảnh, không bi lụy, không muộn phiền hay oán trách. Nội dung truyện đơn giản, cách hành văn mộc mạc, giọng văn của tác giả rất giản dị nhưng có một sự biến hóa tài tình theo từng mạch cảm xúc khác nhau. Tác phẩm đã rất thành công khi mượn hình ảnh của một cậu bé lưu lạc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ để giới thiệu về cảnh đẹp của đất rừng phương Nam. Xuyên suốt 20 trang sách, qua từng câu chữ sẽ khiến người đọc phải choáng ngợp, ngỡ ngàng trước vẻ kỳ vĩ, hoang sơ của cảnh vật thiên nhiên cùng với những sản vật phong phú của vùng đất phương Nam. Chúng ta sẽ thấy được tinh thần đoàn kết chống giặc của người dân Nam Bộ trung hậu, chí dũng, chất phác, hiền lành, một lòng một dạ theo kháng chiến, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Giá trị mà Đất Rừng Phương Nam mang tới cho chúng ta chính là niềm tự hào dân tộc, là vốn hiểu biết về phong tục tập quán của vùng miền trên đất nước ta. Cuốn sách còn như một di sản về cảnh vật Nam Bộ khi thời đại công nghiệp hóa và thay đổi môi trường khiến cho những cánh rừng teo nhỏ, những lũ tôm cá rừng biến mất. Đọc cuốn sách để nhớ về một vùng đất đã từng trù phú đến rừng ấy để nuôi dưỡng cả một bầu trời tuổi thơ trong trẻo và biết bao con người đã lớn lên. Đất Rừng Phương Nam không chỉ là một cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các cô bé, cậu bé để hiểu rằng việc học ở trường nào chưa đủ, đôi lúc chúng ta sẽ bước ra khỏi cánh cổng trường để đón lấy những điều tốt đẹp của cuộc đời này. Có thể nói, đây là cuốn sách mà các bạn học sinh nên tìm đọc để hiểu biết thêm về thiên nhiên, đất nước và con người. Các bạn hãy cùng tìm đọc nhé! Thank you.